chào quý vị và các bạn đã đến với buổi livestream hiệu quả của Viện Thẩm mỹ Korea. Hôm nay Viện Thẩm mỹ Korea rất vui mừng khi được trò chuyện với cả chị Ly, một vị khách giảm rất hiệu quả. Chị Ly ơi, hôm nay là chị đến hôm nay chị giảm được bao nhiêu cân rồi ạ? Đến bữa nay nữa chị giảm được 10kg. 10kg đúng không ạ? 10kg thì vòng bụng của chị thay đổi như nào chị? Vòng bụng của chị trước khi giảm đến là 81, hôm nay đo lại là còn 62, chị giảm được 19cm. Giảm 19cm đúng không ạ? Giảm 19cm như thế thì quần áo của chị có sự thay đổi như nào không ạ? Có thay đổi nhiều. Trước đây thì chị mặc quần áo size XL, bây giờ là chị xuống size S nhưng mà vẫn còn hơi rộng chút. Thì chắc phải là size XS vậy ạ? Cố gắng phân đấu ha. Không biết là giảm như thế thì chị có thấy da của mình nó có bị sao không ạ? Đặc biệt đó là đợt giảm cân này của chị là da tự nhiên nhìn thấy cũng có bị nhăn hay bị chảy xệ hay vẫn căng bình thường. Hồi trước chị chia sẻ là chị rất là ngại cái việc là ví dụ giảm cân thì da sẽ bị trùng chảy đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì trước đây vòng bụng của chị cũng khá lớn, 80 mấy lần mà, nên là chị cũng lo lắm, khi mà giảm rồi thì nó sẽ bị chảy xệ đường này kia. Nhưng mà chị tham khảo thì biết cái thẩm mỹ Korea của mình đó là có cái phương pháp giảm cân mới, đó là thì ở trong sau khi mà chị được tư vấn thì chị được biết là có tinh chất cá hồi và nấm linh chi, thì sau khi mà mình làm thì da của mình nó sẽ căng đàn hồi chứ không có bị chảy xệ. Chị có cảm thấy mệt mỏi hay là khi nào khi mà làm liệu trình như thế không ạ? Khi mà làm liệu trình thì đặc biệt là không có bị mệt mỏi gì hết, thì cái phương pháp này cũng không có đau, không có gì hết, như mọi người nhìn thấy rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, có thể là ngủ quên luôn. Nói tiếp về sự thay đổi thì không biết là sau khi cân nặng của mình giảm tới tận 10 cân rưỡi chị nhỉ, thì không biết là bạn bè hay là anh xã có nói gì không ạ? Trước tiên là từ nhà ra đi ha, anh xã của chị thì cũng ngạc nhiên lắm, tại vì ảnh khá là ốm nên là ảnh cũng không có muốn là, mặc dù là không có nói rõ ràng là bắt buộc mình phải ốm, nhưng mà ảnh cũng khi mà mình lên ký ảnh cũng ngại, hạn chế, không có dắt mình ra ngoài nhiều như hồi trước. Trước đây hồi gái thì chị rất là ốm, nhưng mà sau này sinh hai bé, đặc biệt là bé thứ hai á, thì chị sinh mổ mà nên là cũng không có giảm cân vùng bụng được gì hết. Sau khi mà giảm cân rồi thì ảnh cũng ngạc nhiên lắm, lúc đầu đi làm cũng phải giấu, nhưng mà bây giờ là ảnh ủng hộ lắm rồi. Còn bạn bè thì cũng ngạc nhiên, sau thời gian ngắn cỡ hơn 2 tháng mà chị đã giảm được rất là nhiều rồi, đặc biệt là dòng bụng phẳng như lúc còn con gái luôn, thì ai cũng ngạc nhiên hết. Bạn còn hỏi là có một người chị giống y chang vậy, cũng đã tự sinh đôi luôn, nhưng mà thấy chị mập lắm mà sao. Đó là không phải là mình đó, trước đây mình mập chị. Tức là mọi người đều ngạc nhiên. Đúng rồi, kiểu giống như là kể cả bản thân chị cũng ngạc nhiên mà. Kiểu giống như là không có, thì cũng mong muốn là giảm cân, nhưng mà chị không nghĩ là mình đạt được cái mức này khi mà mình tới mình làm ở bên thẩm mỹ của em đâu. Cái quá trình đào thải mỡ của chị như thế nào ạ? Thì sau cái buổi mà liệu trình đầu tiên thì về là chị đã đào thải mỡ ra luôn được rồi. Thì hôm về buổi tối thì thể mỡ như nó đen, thì trong tuần đó thì chị giảm được 3kg. Giảm luôn 3kg. Đúng rồi. Thì sau đó thì mỡ nó sẽ sáng màu dần. Thì sang tuần thứ hai là chị đã giảm được thêm 2kg rồi. Người nhẹ nhõm lắm. Nhẹ, đúng rồi. Khi em ốm xuống thì đặc biệt là người rất là nhẹ nhõm, cảm thấy người mình nhẹ nhàng, làm gì cũng cảm thấy là người có năng lượng hơn, nó không có ụt ịch ù lì. Cảm xúc của chị chắc là vui lắm. Chị có nghĩ bao giờ có bao giờ mình gầy trở lại không? Thì trước đây thì chắc có lẽ là chị mong muốn thì mình sẽ gầy trở lại, thì mình nghĩ là nó sẽ gầy, nhưng mà không có nghĩ là gầy được đến mức là giống như là quay lại cái số đo lúc thời mình còn chưa có sinh con. Mình còn đang gầy. Đúng rồi. Thì mình nghĩ là chắc giảm nhiều thì cỡ khoảng 2-3kg, vòng eo mình giảm thì cũng phải được tầm 70, chứ không nghĩ là nó giảm hẳn xuống như vậy. Về trước thì chị có tìm được cái biện pháp giảm cân nào không? Chỉ có trước đây thì để mà mập quá thì mình cũng cảm thấy là cơ hội của mình nó cũng mất, gia đình người này kia nữa, nhưng mà
thì mình nghĩ là chị thật sự là chị không có dám uống thuốc giảm cân. Dạ. Chị sợ không có tìm hiểu kỹ rồi này kia, khi mà mình đưa vô cơ thể rồi thì nó dễ và lấy ra thì nó khó, nên là chị tập thể dục. Dạ. Tập thể dục nhưng mà càng tập càng mệt, về thì lại càng ăn nhiều hơn. Nhịn ăn chị cũng có nữa. Dạ. Chị nhịn ăn rồi ăn rau rồi ăn thực đơn lao cát rồi này kia cũng có. À, nhưng mà nó không ốm được. Rồi chị cũng có uống chanh nữa. Uống chanh luôn ạ. Đúng rồi. Mỗi ngày uống một ly tầm cỡ khoảng 50ml đó. Ngày nào cũng uống. Uống mà nó không có ốm xuống. Mà người mình cảm giác mình yếu, sức khỏe không có, dễ chóng mặt. Có lần chị đi làm bị xỉu luôn mà. Chị cũng hoang mang chứ. Bản thân mình càng muốn giảm cân á, thì mình lại càng bị áp lực. Mình càng áp lực, mình bị stress á, thì mình đâm ra mình lại cứ muốn ăn. Mình cứ ăn nhiều vô thì càng muốn giảm cân, càng stress. Mà mình chưa có tìm được cái phương pháp nó tối ưu cho cơ thể mình á, thì mình càng mập thêm. Thì bây giờ chị tìm đến phương pháp như bên em là phương pháp tối ưu của chị bằng cách nào chị? Thì hiện tại á, là bác sĩ tư vấn cũng khá là kỹ. Sau khi 2 tháng giảm cân thì cơ thể chị giờ em nhìn thấy nè. Thì chị đã thải được hết phần mỡ, đặc biệt là eo bây giờ. Còn hông eo thì... Đúng rồi. Thì cái phương pháp này thì nó cũng sẽ không có bị hồi cân lại. Nên mình cũng khá yên tâm. Chị là có bạn bè giới thiệu hay như nào mà chị biết tới bên em rồi chị? À, trước đây á, thì do là mình cứ lên ký rồi mình cũng buồn đó. Thì chị có tìm hiểu trên Facebook thì chị thấy thẩm mỹ bên mình nó có chia sẻ những cái trường hợp mà tới giảm cân và thành công rồi á, thì mới chị có quay ngược trở lại. À, thì chị coi thì mình thấy người thật, việc thật mình tính tăng. Chị đến chị tìm hiểu nhưng mà cũng chưa dám làm liền, khoảng một tháng sau mới quay lại. Ông xã có biết chị đi làm không ạ? Hay là khi đẹp rồi mới nói ạ? Khi đẹp rồi mới nói. Anh cũng sợ tại vì hai bé cũng còn nhỏ đó, cũng sợ nên là không có dám nói. Nhưng mà sau khi mình giảm mình thấy an toàn rồi, mình thấy ok hết rồi thì mới chia sẻ cho ảnh. Thì bây giờ thì ngược lại thì ảnh còn nhắc đi làm nữa. Anh tâm lý biết là bây giờ chị hài lòng hay là chị vẫn muốn giảm thêm mà chị? Thật sự đến mức này đó là chị vượt quá sự hài lòng của chị rồi. Nhưng mà chắc có thể là do là mình làm rồi thì có thể là tương lai sẽ còn giảm được chút xíu nữa. Bây giờ quay lại vui lắm không? Vui. Nếu như mà ai đã từng mọc rồi mà có thể mà giảm được ký là đã mừng lắm rồi, chứ đừng có nói là giảm quay lại như thời con gái. Người mình bây giờ nó cũng nhẹ nhàng rồi. Thật sự cũng rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn em nữa. Em xin cảm ơn sự chia sẻ của chị. Chị cảm ơn.